Minh Đường Tử vi mến chào các quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Chúc các quý cô bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Nhâm Tuất về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn cũng như mọi khó khăn, thuận lợi trong năm Quý Mão 2023. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Nhâm Tuất biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tuất là 42 tuổi âm lịch và 41 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành, xét về thiên can nhâm gặp quý bình hòa sự nghiệp có bước thăng tiến mới khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể có những bước tiến vững vàng trong công việc làm ăn xét về địa chi tuất gặp mão nhị hợp năm này dự báo cho quý cô tuổi nhâm tuất về công việc làm ăn có sự mở mang cũng như ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ sẽ đạt được ý muốn tiền bạc thu chi cân đối khá dư giả nếu biết tích lũy sớm xét về ngũ hành quý cô tuổi nhâm tuất có mệnh đại hải thủy gặp năm quý mão mệnh kim bạch kim tương sinh rất tốt vận khí cắt lành, năm này quý cô nên liên kết vốn làm ăn, hay hùn hạp, kinh doanh sẽ thu về nhiều thắng lợi, sức khỏe cũng khá ổn định, tiền bạc cũng không cần phải lo lắng nhiều, càng về cuối năm, càng gặt hái được nhiều tài lộc. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy, trong năm quý mão này đối với quý cô tuổi nhâm tất có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt. Quý cô có được bước tiến vững vàng trên con đường công danh, sự nghiệp. Tuy vẫn gặp phải những vấn đề nan giải nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết, năm này quý cô càng chăm chỉ, quyết tâm thì tương lai sẽ càng rực rỡ, ắt sẽ thu về thành quả như mong đợi. Tiền bạc thu vào không ít nhưng cũng đừng quên tích lũy cho tương lai. Năm quý Mão 2023 quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu chiếu mệnh thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật cửa quan, gây khẩu thiệt chuyện thị phi, tai ương ốm đau, bệnh tật tai nạn, gây hao tổn tiền tài xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Năm Quý Mão 2023 Quý Cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, gặp hạn Diêm Vương. Nếu Quý Cô là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương thì nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học, tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Vận niên năm 2023 quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm này gặp vận niên Hầu thực quả. Hầu thực quả tức là khi ăn trái cây là năm rất tốt. Gặp vận niên ý nghĩa là quý cô tuổi Nhâm Tuất sẽ có được một năm no đủ, làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều mua bán đắt hàng, làm ruộng thì bội thu, là năm vận đỏ. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tuất có vận trình công danh, sự nghiệp sẽ có những cơ hội và thách thức song hành, đòi hỏi quý cô phải thật sự tập trung cũng như nghiêm túc với lựa chọn của mình mới mong gặt hái thành quả như ý sự nghiệp phát triển quý cô tuổi nhâm tuất có cơ hội thành công và đạt được danh vọng quý cô tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất quý cô cũng thường xuyên nhận được sự ngưỡng mộ kính nể của đồng nghiệp dễ khẳng định năng lực được cấp trên đề bạt sự nghiệp được vững vàng không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay quý cô nên chủ động nắm bắt để tạo nên bước đột phá thành công trong sự nghiệp hơn nữa trong năm này, quý cô tuổi nhâm tuất gặp được năm, mão tuất nhị hợp trợ mệnh, có vận quý nhân, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp sức mà đạt được thành quả, cho nên sự nghiệp càng thuận lợi hơn nữa. Sự tác động tích cực của các cắt tinh, thanh long, thiên phúc, giúp cho những người kinh doanh, buôn bán, hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ, hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao ngoài ra các hoạt động thể thao du lịch có thể mang đến cho quý cô nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo để thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình tốt hơn tuy nhiên quý cô trong năm này đôi khi cũng tỏ ra bảo thủ ít khi tiếp thu ý, ý kiến của người khác quý cô cũng cần giữ thái độ cầu thị hòa nhã hơn ở nơi công sở nếu học được cách kiềm chế được bản tính nóng nảy chân thành lắng nghe góp ý của mọi người thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng nhanh chóng hơn một điều đáng chú ý nữa là, trong năm vẫn có hiểm khích thị phi, do tác động của sao la hầu tinh quân gây ra. Do vậy, quý cô nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc. Xét về phương diện tài lộc, cho quý cô tuổi nhâm tất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, đối với quý cô tuổi nhâm tất, về vận trình tài lộc tương đối khả quan sự nghiệp được vững vàng, mang đến nguồn tài chính ổn định, cuộc sống đầy đủ, ấm no. Năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, quý cô tuổi nhâm tuất cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Tuy nhiên, trong năm này quý cô tuổi nhâm tuất nếu có ý định đầu tư sinh lời, thì nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng, để đề phòng bất chắc gây hao tài tốn của người làm kinh doanh buôn bán cũng có một năm buôn bán suôn sẻ khả năng tính toán của quý cô nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý cô tuổi nhâm tuất có được những cách kiếm tiền rất tốt thu chi cân đối giúp cho quý cô có được tiền bạc của cải khá ưng ý quý cô có được một năm bội thu về tài lộc nếu biết tích lũy sẽ sớm trở nên giàu có Tuy nhiên, trong năm cũng có sự tác động của sao La Hầu, làm cho quý cô dễ tao tán về tiền bạc, quý cô chớ nên cả tin nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào những hạng mục chưa có sự kiểm chứng rõ ràng, nếu không có thể rơi vào hoàn cảnh bị lừa gạt phải gánh chịu nợ nần. Mọi việc nên có sự bàn bạc với người thân và gia đình để cùng tìm cách giải quyết. Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý Mão 2023 Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tuất vẫn giữ được lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Vợ chồng tâm đầu ý hợp cùng vun vén nhà cửa và đỡ đần nhau trong cuộc sống thường ngày nên mối quan hệ ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Bên cạnh đó, quý cô tuổi Nhâm Tuất cũng nên chia sẻ tâm sự với các thành viên trong gia đình để thấu hiểu nhau hơn, nếu có việc gì nên nói rõ ràng để cùng bàn bạc. Giữa vợ chồng nên hạn chế những bí mật để không tạo thành mối nguy tiềm tàng ở giữa hai hai người quý cô cũng nên tránh áp đặt suy nghĩ của bản thân ép buộc con cái làm theo ý mình làm được những điều này bầu không khí trong nhà sẽ luôn hòa thuận an vui đối với những quý cô đang còn độc thân luôn có nhiều vệ tinh vây quanh điều này sẽ giúp cho quý cô làm quen được với nhiều người khác giới có thể tìm được người ưng ý tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người trong năm có hỷ tín thêm con thêm cháu hoặc tin vui từ xa đưa tới Xét về phương diện sức khỏe cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Quý Mão 2023. Theo tử vi cho thấy quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm Quý Mão 2023 về sức khỏe không có gì phải lo ngại, bản thân ít gặp phải những rắc rối như bệnh tật nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra cảm lạnh, viêm nhiễm do khả năng miễn dịch kém nhưng sẽ sớm được giải quyết. Quý cô cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì bệnh tật nào cũng tránh xa. Sự tác động tích cực của ngũ hành Mão Tuất nhị hợp giúp cho quý cô tuổi Nhâm Tuất đón nhận nhiều năng lượng tích cực, quý cô nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh tức giận quá mức, luôn giữ cho tâm hồn bình thản an nhiên sẽ giúp cho quý cô có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Năm này, dù sức khỏe của quý cô tuổi Nhâm Tuất tương đối lạc quan, nhưng cũng cần phải đặc biệt chú ý, sự tác động của hạn Diêm Vương không nên chủ quan khinh suất. Những người có tiền sử về bệnh tật bệnh cũ, đau yếu dễ tái phát. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đặc biệt thầy gia cát khuyên quý cô tuổi nhâm tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi nhâm tuất, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày lẻ, và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tuất. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi nhâm tuất. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi nhâm tuất. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi nhâm tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuy nhiên, cần kiêng những người nhà đang có tăng, hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 nữ mạng trong năm quý mão 2023 là tuổi canh dần sinh năm 2010 nam mạng. Điều này được lý giải như sau: mệnh của tuổi tuổi nhâm tuất có mệnh là đại hải thủy gặp mệnh của tuổi canh dần là tòng bá mộc tương sinh rất tốt. Thiên can nhâm gặp canh bình hòa tốt. Địa chi tuất gặp năm dần tam hợp rất tốt. Cùng thiên y mệnh của năm tương sinh rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi nhâm tất, nữ mạng, trong năm quý mão 2023 cũng có thể chọn tuổi nhâm ngọ, sinh năm 2002, nữ mạng, để sông đất. Quý cô tuổi nhâm tất, sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, chạy tuổi không? Tam tai năm 2023, quý cô sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023 quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 là 42 tuổi âm lịch phạm hoang ốc lục hoang ốc năm này quý cô không nên xây nhà sửa nhà vì xây nhà trong năm này sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp khó thành bị tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình tuổi kim lâu năm 2023 quý cô tuổi nhâm tuất không phạm kim lâu thái tuế năm 2023 quý cô không phạm hạn thái tuế hạn trạch tuổi. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, trong năm Quý Mão 2023 phạm trạch quỷ là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý cô sinh năm 1982 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2023. Trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi nhâm tất, sinh năm 1982, cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và sao la hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi nhâm tất trong năm quý mão 2023. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỳ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn diêm vương tốt hay xấu theo đó hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi có duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương ngao du tiên cảnh đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hành thông tài lộc của cải dồi dào sung túc so sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn nhiều tuổi cửu diệu đại cắt nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách đối với hạn diêm vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này đối với nữ giới khi gặp hạn diêm vương cũng là năm gặp sao thái bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn diêm vương, đối với quý cô tuổi nhâm tuất trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn diêm vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông nên tới các cơ sở y tế để thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu thực phẩm có độc tố không nên đi viếng tang lại gần tử thi thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám điều trị và có những biện pháp ăn kiêng điều dưỡng tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào thứ tư đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức như vậy hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt vừa xấu xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường tuy là như vậy nhưng khi nghe tên là diêm vương vị thần cai quản âm giới thì chúng ta vẫn phải cẩn thận nghe tên này hiện lên những nguy cơ bất chắc rất dễ xảy ra Quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm Quý Mão 2023 bị sao La Hầu chiếu mạng. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm 2023. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt sau này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Thiên can, giáp mộc. Địa chi, dần mộc. Đặc trưng, dương khí dần vượng. Thái tuế vận, thiên can tương sinh. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, quý cô tuổi nhâm tuất đón nhiều cắt lợi. Quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của Tết Nguyên Đán. Quý cô có được sự nhiệt huyết và gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Đây là tháng giáp dần, có ngủ hành tam hợp, dần ngọ tuất trợ mệnh, giúp cho quý cô tuổi nhâm tất dựa vào mối quan hệ xã giao để thúc đẩy công danh, sự nghiệp, nhiều điều như ý, quý cô cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, đồng hành, công danh sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều cắt lợi về phương diện tình cảm cũng rất lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, ất mộc. Địa chi, mão mộc. Đặc trưng, âm khí vẫn lang thang. Thái tuế vận, thiên can tương sinh, địa chi tương đồng. Bước sang tháng 2 âm lịch, đối với quý cô tuổi nhâm tuất về phương diện tài lộc và sự nghiệp cũng khá khả quan, hầu hết tình trạng công việc của quý cô vẫn được ổn định. Quý cô đang có được sự thúc đẩy bởi các cát tinh, thanh long, thiên phúc, nhiều người có cơ may, trúng số, chúng thường nhận được những phần quà ý nghĩa trong tháng này. Vận trình của quý cô có nhiều cát lợi, phẩm chất thanh cao, liêm khiết, được đám đông ngưỡng mộ, đề bạt. Trong công việc và tiền bạc quý cô đều có sự giúp đỡ mặt tăng chức, thăng lương, nắm lợi ích quý cô có được nhiều may mắn, được sự giúp đỡ từ nửa kia, gia đình mỹ mãn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, bính hỏa. Địa chi, thìn thổ. Đặc trưng, âm dương cân bằng. Thái tuế vận, thiên can bị khắc, địa chi phạm hại. Bước sang tháng 3 âm lịch 2023, đây là tháng bính thìn, tháng xung với tuổi của quý cô nhâm tuất cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Thiên can bị khắc, địa chi phạm hại, khiến bản mạng trở nên, nghi thần, nghi quỷ, làm gì cũng chỉ đơn độc một mình. Trong công việc không phát huy được khả năng lĩnh hội, và sức sáng tạo của bản thân một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể bị sa sút trong vận may của mình, quý cô nên tỉnh táo và có những đối sách đối với tình hình hiện tại, để làm giảm nguy cơ thất thoát về tài lộc. Đặc biệt là khi kết bạn với người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin kẻo lại bị lừa gạt. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, đinh hỏa. Địa chi, tỵ hỏa. Đặc trưng, dương khí vượng. Thái tuế vận, thiên can bị khắc, địa chi tương sinh. Bước sang tháng tư âm lịch, vận trình của quý cô tuổi nhâm tuất có điểm báo không lành, sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Tháng này đang gặp hung tinh quấy dày, tài lộc dễ hao, trạng thái tinh thần không tốt. Quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý cô nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, không nên tập trung vào các nghề tay trái, những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, lại đeo nợ vào mình. Trong gia đình, mối quan hệ giữa quý cô với ba mẹ thường xuyên có sự mâu thuẫn. Tình cảm vợ chồng, con cái, cũng không thuận, không thể nhẫn nhịn và chia sẻ cho nhau. Ngoài ra, quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc thì sẽ có được một tháng trôi qua bình ổn. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, mậu thổ. Địa chi, ngọ hòa. Đặc trưng, dương khí cực thịnh. Thái Tuế vận, thiên can bị khắc địa chi tam hợp. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất đang gặp được ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh, giúp cho quý cô gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Quý cô cũng có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có các cát tinh Thanh Long, Thiên Phúc trợ mệnh, quý cô cũng nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để thúc đẩy con đường quan lộc và sự nghiệp được tăng tiến nhanh hơn quý cô tuổi nhâm tuất trong tháng này, có cơ hội mở rộng vận kinh doanh của mình, thu về nhiều lợi ích về tài chính. Bổn mạng có điểm đại phúc, đại quý, nó còn mang về vận nhân duyên thịnh vượng cho bản mạng. Trong tháng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, quý cô nên tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt, giúp gia tăng tài vận của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, kỷ thổ. Địa chi, mùi thổ. Đặc trưng, dương khí khô nóng thái tuế vận, thiên can tương khắc, địa chi bán hợp. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi nhâm tuất lại có vận trình không được mấy lạc quan, cần lưu ý sức khỏe, kể cả những người thân trong nhà. Trong tháng có tài tinh bị phá, sẽ khiến quý cô rơi vào họa phá tài, mưu cầu tiền bạc cũng khá vất vả. Trong quan hệ với anh em họ hàng thì cần lưu ý, có người thân vay mượn về tiền bạc mà không trả. Thậm chí trong tháng, một số người sẽ gặp phải tiểu nhân, rồi tự mình gây ra tai họa. Vì vậy, các quý cô tuổi Nhâm Tuất nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc cũng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thiên can Canh Kim, địa chi Thân Kim. Đặc trưng âm dương cân bằng. Thái tuế vận thiên can tương sinh, địa chi ám hợp. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý cô tuổi nhâm tuất có một tháng tương đối bình ổn, tuy không có sự đột biến về tài lộc nhưng nhờ sự chăm chỉ, óc sáng tạo giúp cho công việc của quý cô có được sự trôi chảy, từ đó tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Tháng này quý cô gặp được các tinh thanh long, tuy tài lộc ổn định nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu quý cô muốn tiến bộ thì cần phải chủ động làm việc và chăm chỉ hơn. Vận trình tình cảm có nhiều thuận lợi, quý cô là người trung thủy và rất yêu thương người thân trong gia đình vận trình tháng 8 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, tân kim. Địa chi, dậu kim. Đặc trưng, âm dương cân bằng. Thái tuế vận, thiên can tương sinh, địa chi tương sung. Về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi nhâm tuất, trong tháng này bán cát bán hung. Cục diện dậu tuất tương hại, sẽ gây ra cho quý cô gặp chút thử thách trong công việc, sự nghiệp có sự ràng buộc. Tháng này, đối với những người kinh doanh, buôn bán sẽ có một tháng bận rộn, quý cô cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế, gia tăng tài lộc cho mình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tuất, sinh năm 1982. Thiên can, nhâm thủy. Địa chi, tuất thổ. Đặc trưng, hàn khí sinh sôi. Thái tuế vận, thiên can tương hòa, địa chi tương hợp vận trình của quý cô trong tháng này bình thường ổn định lợi lộc tiền bạc kiếm nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít quý cô là người không chịu bằng lòng với thực tại luôn muốn vươn lên sự giàu có với sự quyết tâm chịu khó sớm muộn cũng sẽ đạt được điều mình muốn tuy nhiên tháng này quý cô lại gặp thái tuế án ngữ cho nên về phương diện sức khỏe cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn chú ý khi điều khiển các phương tiện giao thông cũng như là làm các ngành nghề như máy móc nguy hiểm về tình cảm, đặc biệt là trong gia đình, quý cô cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Ngoài ra quý cô nhâm tuất cần hết sức đề phòng tai họa liên quan tới chuyện trai gái. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Thiên can Quý Thủy, địa chi Hợi Thủy. Đặc trưng âm khí sinh vượng. Thái tuế vận thiên can tương đồng, địa chi bán hợp. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất có vận trình tổng thể được cải thiện đáng kể. Trong tháng sẽ gặp nhiều cơ hội tốt, mặc dù quý cô cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh, nhiều áp lực nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn. Quý cô là người sống chân thành, làm việc cần cù, chăm chỉ nên đường kinh doanh khá thuận, quý cô cũng nên phát huy tài năng của chính mình để thu được nhiều tài lộc hơn nữa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thiên can, giáp mộc. Địa chi, tí thủy. Đặc trưng, dương khí khai sinh. Thái tuế vận, thiên can tương sinh, địa chi phạm hình. Bước sang tháng 11 âm lịch đối với quý cô tuổi nhâm tuất cuộc sống dễ bị trói buộc nhiều mặt. Muốn làm gì cũng vướng phải quy định luật lệ khắt khe. Công việc thì mưu cầu mọi chuyện khó khăn vất vả. Trong tháng công việc tương đối bận rộn, phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn, quý cô cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra tháng này với quý cô tuổi Nhâm Tuất cũng nên chú ý hài hòa trong các mối quan hệ, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, nên biết cách giải quyết. Về sức khỏe có điểm báo không lành, quý cô cần chú ý là đi lại cẩn thận, tránh gặp tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thiên can Ất Mộc địa chi Sửu Thổ. Đặc trưng âm khí cực thịnh. Thái tuế vận thiên can tương sinh, địa chi chịu khắc tháng cuối cùng của năm quý mão, dù quý cô tuổi nhâm tuất gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực. Quý cô ít bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhưng lại vẫn có được các tinh trợ mệnh, vận trình có nhiều thay đổi tích cực. Quý cô là người có phẩm đức cao thượng, tư chất nho nhã, quý phái, nên trong công việc luôn có người tương trợ, dễ dàng được cấp trên và khách hàng tin tưởng, để bạt, cất nhắc nên sự nghiệp phát triển khá thuận lợi. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra tháng này quý cô tuổi nhâm tuất cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng các khoản tiền lương tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên ngoài ra đây là tháng cuối cùng của năm có nhiều khoản phát sinh cần phải chi tiêu trong dịp tết quý cô cũng nên lập kế hoạch trong việc chi tiêu của gia đình để tránh bị tổn hao về tài lộc không đáng có Quý cô tuổi nhâm tuất trong tháng này cần phải chú trọng hơn đến vấn đề sức khỏe, đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, quý cô cần đặt sự an toàn cho bản thân lên hàng đầu, đặc biệt khi làm các công việc nguy hiểm hay tham gia giao thông. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý cô tuổi nhâm tuất sinh năm 1982. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các quý cô được bình an, may mắn, đại cát đại lợi, bội thu về tài lộc xin chào và hẹn gặp lại